Còn nếu mà anh em chúng ta muốn những con cá mà chưa từng qua chỉnh sửa gì hết thì chúng ta tìm tới em. Đây, những con cá này là những con cá dưới trại. Em kéo lên mọi người chúng ta thấy mắt màu nó cực kỳ đẹp mà chưa qua chỉnh sửa nha, cam kết 100% chưa qua chỉnh sửa. Tất cả những con cá này là cá ở trại kéo lên và mắt màu nó rất là chuẩn chỉ ha. Cho em hỏi một cái, em thấy nhiều người kêu nếu cho cá rồng ăn nhiều sâu sẽ bị sệ mắt và chỉ. Nhưng em thấy có nhiều trại cá shop họ cho cá ăn rất nhiều sâu nhưng cá của họ không bị sệ mắt. Vì sao ạ? Mong anh giải đáp giúp em. Anh Red Hiếu, câu này của anh Red Hiếu hỏi mọi người ha. Thì sâu á, nếu mà mọi người chúng ta cho ăn sâu là có con sâu mà bằng đầu đũa nhỏ mọi người ha, không phải là sâu chim ha. Thì nếu mà mọi người chúng ta cho ăn sâu thì nó sẽ cho ăn sâu thời gian dài nha, chứ không phải là cho ăn sâu một vài lần mà nó bị, là cho ăn sâu trong thời gian dài vài tháng thì sẽ có nguy cơ con cá của mình nó sẽ bị chỉ. Còn cái chuyện mà cho con cá ăn sâu sệ mắt thì cái đó là không có mọi người nha. Thì tại sao mà thường mọi người chúng ta thấy những cái cửa hàng khi mà họ quay clip ấy, thì họ sẽ cho ăn sâu nhiều, nhưng mà không phải là tất cả đều ăn sâu hết đâu mọi người. Tại vì cái con sâu á nó rất là gọn gàng, có thể nói là sạch so với những cái thức ăn khác và nó dễ cho ăn, tức là mình chỉ cần lấy mình thả vào trong là nó đã có thể ăn được rồi. Thì mình chỉ cần bỏ con sâu vào trong cái hồ cá là những con cá nó sẽ tự ăn thôi, chứ mình không cần phải là rửa hay là phải dùng cái gì nó bất tiện. Tại vì lúc quay cá này cho ăn sâu nó rất là gọn gàng, dễ quay, cho nên là mọi người chúng ta thấy là hay cho ăn sâu hoặc là dế đó. Như cá mòi thì cũng có đi, cá mòi thì cũng được, nhưng mà nó bất tiện là phải lấy vợt lấy đồ xúc ra và nó nước nó bung vải ra rồi mình phải dọn, nó sẽ rất là cực. Còn bình thường như các bạn nhân viên á, các bạn cho ăn thì cho ăn đủ thứ hết chứ không phải là chỉ một thứ đâu. Và có một cái nữa là cái thức ăn gì á thì nó sẽ không có ảnh hưởng tới vấn đề sệ mắt cá nha mọi người nha. Thường mọi người chúng ta nghĩ là cho cá ăn cá mòi hay là cho ăn những cái con ăn tôm á, nó chìm dưới đáy á thì sẽ dễ bị con cá nó nhìn xuống và nó sẽ dễ sệ mắt, thì cái đó nó không chính xác mọi người nha. Cá sệ mắt là do môi trường, là do đèn đó. Ví dụ như chúng ta nuôi cái hồ mà có cái kích thước nó chưa có phù hợp, hoặc là do đèn chúng ta để trong không có phù hợp thì nó sẽ dẫn đến là con cá của mình nó dễ sệ mắt, chứ không phải là do thức ăn đó. Cho nên là mọi người thấy á, có rất là nhiều người ở tỉnh, ở quê hay là chơi hồi xưa người ta hay thả cái banh nổi trên mặt nước, thả cái banh nổi trên mặt nước để cho con cá mà nó đừng sệ mắt. Nhưng mà thường những con cá mà thả cái banh đó thì nó thì đa số nó đã sệ rồi người ta mới thả đó. Tại vì á, nó chỉ nhìn ngay lúc đầu thôi, nó nhìn cái banh nó lần một lần hai lần thôi, còn những lần sau này nó sẽ không nhìn nữa đó. Và nếu mà có nhìn thì cũng chỉ liếc mắt qua một cái thôi là nó sẽ không có nhìn nữa rồi. Tại vì nó bị nhèm á, tức là nhìn hoài nó sẽ chán, nó không nhìn nữa. Thứ hai nữa là con cá rồng á, nó sẽ bơi từng mặt, nó là đa số nó là bơi từng mặt. Mà bơi từng mặt mà mình thả sát cái mặt nước á thì con cá nó cũng chỉ là nó nhìn cái banh đó với sát cạnh như vậy thì nó kiểu là nó né cái banh đó thôi, chứ nó không có tác dụng gì hết, và có thể làm cho con cá mình bị sệ nặng hơn nữa, chứ không có tác dụng gì hết nha mọi người nha. Đó, cho nên là mọi người chúng ta cho ăn cái gì mà mình cảm thấy là nó tiện cho mình thì mình cứ cho ăn thôi. Không có liên quan tới vấn đề sệ mắt đâu ha. Còn cá rồng nếu mà chúng ta ăn cho sâu nhiều thì nó sẽ dẫn đến là dễ bị chỉ ha. Câu tiếp theo là anh Đăng Khoa hỏi là anh Chí ơi, theo anh thì em đã từng chơi những dòng cá bảy màu, cá beta và dòng cá săn mồi cơ bản, thì giờ em chơi huyết long size nhỏ được không anh? Thì đương nhiên là được rồi. Thứ nhất là mình sẽ có cái ưu thế là mình đã từng chăm cá rồi, mình từng chơi cá rồi, mình sẽ biết được là chơi cá là sẽ như thế nào, chăm như thế nào ha. Nhưng mà bảy màu và cá rồng này nó sẽ có cái sự khác nhau một chút xíu.
Ví dụ như 7 màu chúng ta muốn tăng pH, chúng ta xịt cái chai tăng pH vô, hay là chúng ta muốn hạ pH chúng ta xịt cái chai hạ pH vô, rồi chúng ta muốn chuyển cá đi, chúng ta lấy vợt chúng ta xúc, chúng ta bỏ vào cái hồ khác là đã chuyển đi được rồi. Nhưng mà cá rồng thì nó sẽ khác đi một số cái đó, ví dụ như pH mình điều chỉnh bằng cách khác, rồi là mình chuyển hồ mình chuyển bằng cách khác thôi. Còn cơ bản những cái thứ cơ bản khác thì chăm cá hay là lọc liếc các thứ thì nó sẽ cũng không có khác nhau nhiều đâu. Đối với một con cá rồng size nhỏ thì nó cũng không khác nhau mấy. Mình có lợi thế là mình đã từng chăm cá rồi thì nó sẽ ok hơn đó. Ok mọi người ha, thì clip này em sẽ trả lời những câu hỏi nhỏ và sẽ có nhiều câu hỏi. Anh em là chúng ta cứ xem qua và mình thấy cái câu hỏi nào nó có liên quan cũng như là có cái sự áp dụng được trong cái trường hợp nào chúng ta áp dụng mọi người ha. Rồi anh Tâm Vlog hỏi là dạ cho em hỏi khi cúp điện đèn tắt thì cá rồng có bị hoảng không vậy anh? Không vậy shop anh chia sẻ giúp em. Thì mọi người thấy đó, ví dụ như cái hồ mình đang chơi như thế này, đèn mà đang mở và khi cúp điện thì nó tắt đèn thì không phải con nào cũng hoảng và cũng không phải con nào cũng không hoảng mọi người ha. Thì tùy theo cái bản tính của cái con đó, cái đặc tính của con đó mà nó có thể nó hoảng hay là không hoảng. Hoặc là cái chỗ cái nhà của mình á, là cái vị trí đó thì có cái ánh sáng mình bên ngoài nó chiếu vào hay không. Ví dụ mình đặt cái hồ quay ra hướng cửa sổ hay là cửa chính, ánh sáng bên ngoài chiếu vào mà lúc đó cái hồ mình nó bị tắt, nó tối đi, thì khi có một cái bóng người phớt qua thì rất là dễ làm cho con cá nó bị thấy cái bóng, nó giật mình và nó hoảng mọi người ha. Thì nó sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố là cá và cái vị trí đặt hồ, cho nên là cái này thì không có trả lời chính xác được trong tất cả các trường hợp nha mọi người. Tiếp theo là câu hỏi của anh Sơn Thái ha. Anh Chí cho em hỏi là nếu cá đã qua phẫu thuật mắt môi thì có bị lại không à, và tỷ lệ bị lại là bao nhiêu? Ok anh Sơn Thái, thì như mọi người chúng ta biết là hiện tại có những anh thợ người ta nhận phẫu thuật mắt môi cho cá. Thì cái trường hợp này là có bị lại hay không á, thì nó sẽ tùy thuộc vào cái tay nghề của cái người đó mọi người nha. Mỗi người sẽ làm một cách khác nhau, không ai giống nhau đâu, và hiệu quả cũng khác nhau, và cũng như là cái khả năng bị lại nó cũng khác nhau luôn. Thì nó sẽ không có một cái câu trả lời nào chính xác trong cái câu hỏi này luôn. Nó tùy thuộc vào cái tay nghề của họ, chứ không thể nào mà mình nói sao cho đúng hết tất cả trường hợp. Ngay cả bác sĩ chữa bệnh cho người đi, những cái bệnh cơ bản đi, nhưng mà có người ta chữa trong vòng 3 ngày là hết, có người ta chữa trong vòng 10 ngày mới hết, hoặc là có những người ta chữa không hết luôn đó. Thì tùy theo trường hợp, chứ không phải là mình có một cái kiểu như là một con 1:2 được. Nó sẽ có cái sự khác nhau, sự khác biệt ở đó ha mọi người ha. Thì tùy theo trường hợp mà chúng ta, nếu chúng ta có nhu cầu, chúng ta nên tìm những cái anh thợ nào người ta làm uy tín nè, tay nghề người ta cao đó. Còn nếu mà anh em chúng ta muốn những con cá mà chưa từng qua chỉnh sửa gì hết thì chúng ta tìm tới em. Đây, những con cá này là những con cá dưới trại. Em kéo lên mọi người chúng ta thấy ha, mắt màu nó cực kỳ đẹp mà chưa qua chỉnh sửa nha, cam kết 100% chưa qua chỉnh sửa. Tất cả những con cá này là cá ở trại kéo lên và mắt màu nó rất là chuẩn chỉ ha. Đó, chưa qua chỉnh sửa bao giờ. Đó. Còn bị lại hay không á thì nó phụ thuộc vào cái khả năng của cái người thợ luôn nha mọi người nha. Chứ em không biết được, em đâu có làm đâu. Đó. Hôm trước thì em có chia sẻ một cái clip về vị trí đặt hồ vẫn làm cho cá bị sệ mắt, cũng như là có chia sẻ một chúng ta về khi mà mình phơm trong dán 5 mặt lại với nhau thì con cá nó trong đó thì nó cũng có khả năng bị sệ mắt cao hơn một cái con cá mình nuôi cho cái hồ cá bình thường như thế này. Thì có cái anh này, anh tên là Hoàng Thượng, anh trả lời là cá em sung lắm, 2 tháng tăng 14 cm, nuôi từ size 13-14. Giờ em tháo mặt ra không được mà che lại không xong vì bể em quá thấp. Thì trong cái trường hợp này á, thì chia buồn với anh, tại vì á không thể nào mà mình có những cái trường hợp nó vô cái thế như vậy. Trước đó có thể là mình không biết, hoặc là những cái người thợ làm hồ họ cũng không biết, mà mình cũng không nghĩ là nó sẽ bị như vậy. Thì khi mình phát hiện ra thì mình rút kinh nghiệm cho lần sau, hoặc là mình có thể cải thiện được cái hồ của mình đang có, chứ đâu thế nào mà làm sao được. Tại vì bây giờ á, sau khi mà em trải nghiệm rất là nhiều và em chia sẻ một chúng ta là đúc kết từ những cái thực tế, những cái mà em đã trải nghiệm qua nhiều năm, nhiều lần và trên nhiều con cá, thì mới có thể chia sẻ một chúng ta được ha. Chứ không phải là mình
mình muốn nói gì nói thì nó không chính xác mọi người nha. Rồi ok, thì cái clip ngày hôm nay em sẽ chia sẻ mọi người chúng ta ở một số vấn đề như vậy thôi. Còn clip sau sẽ tiếp tục giải đáp những câu hỏi của mọi người chúng ta tiếp theo ha. Anh em là chúng ta muốn em làm clip về chủ đề gì hay là chia sẻ về thông tin gì, chúng ta cứ comment bên dưới, bên em sẽ cố gắng giải đáp thắc mắc cho mọi người chúng ta ha. Ok.